tên là Chơi Map Đại Chiến Sinh Tồn tập 2. Tập 2. À lại có đội nè. À người yêu của nó à? Người yêu của nó các bạn ạ. À? Ảo thức tế. Người yêu nó. Người bây giờ một chấp hai rồi. Đờ mờ. Biết ngay mà lại vào chơi luôn à? Thức đấy. Còn đúng ba máu mà nó không được. Mày này. Ui dồi ôi giời. Game này dễ, còn ba máu thôi mà nó không định. Đấy mình ngay, cầm rào cây. Ăn đội đỏ. Kết quả đội vào nầu đó. Tự nhiên nó bị luôn nào, thật tệ. Khỉ leo cây, ăn trộm đào. Mày. Mày hụi đi theo mình. Ai no đi theo mình là bạn đi rồi. Ủa sao nó sao mình giết được nó nhở? Đội đỏ à, thì ra mày chọn đội tao là thua, đừng có dễ dàng đâu. Ôi dồi ôi, lava anh em ơi, nhưng mà để lava ở đấy không gì khác ở khỉ ăn trộm đào anh em ơi. Đi theo mình. Tưng 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 sao mình hồi sinh ở đây là này. Đi ra đây. Và đi ra đây. Có gì nó khác thường không? Mày bây giờ mày không gặp được người yêu rồi. Người yêu của tôi. Ôi mẹ anh chó này mẹ. Mày vào đây. Này, trời ơi, tấn công mạnh nhất của này á.
mình có 68 điểm. Hụi hụi. À mẹ. Mày đâu rồi? Đuổi theo. Đuổi theo. Sẽ xây một con đường ở đây để dẫn qua tới đây. Ok, ok. Úi dồi ôi. Hơi hét to lên là các bạn thông cảm cho mình nha, mình xin lỗi. Ui. Ok. Lên thôi, nó bắt sức cái tên thôi. Cầm là cầm lên thôi, lấy sức cầm thôi. Thằng kia tự rồi. Tao biết này. Thôi, hết rồi.